ba. Cả Táo và Dâu, tên thân mật của cặp song sinh, đều ngoan ngoãn ngồi lên đùi, nũng nịu trong vòng tay của bố mẹ. Mấy em được một người bế nên chẳng phải tranh nhau. Ngày 15 tháng 7, hai bé được tách rời thành công sau 13 giờ phẫu thuật. Thời gian tới, Song Nhi phải trải qua 4 cuộc đại phẫu tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn. Các bác sĩ sẽ theo dõi hai bé đến năm 18 tuổi, đảm bảo khả năng sinh sản.